đang làm gì thế? Ai lại bịt mắt đi ngủ chứ? Không ai giống như anh đi ngủ còn bật đèn. Đó là lý do tại sao tôi phải bịt mắt đó. Nếu anh không thể ngủ bên ngoài, anh có thể vào phòng tắm để ngủ. Anh ngủ ở bên ngoài, nhưng anh lại bật đèn. Tại sao chúng ta lại ở khách sạn? Chúng ta đến trên đường về nhà mà, phải không? Chúng ta sẽ ở lại đi. Sáng mai tôi có một số công việc ở đi. Ở lại đi sao? Tôi sẽ không ở lại đi đâu. Tôi phải về nhà. Nghe đi, ngày mai tôi có một số công việc ở Buni. Giờ cô cũng chưa điền xong mẫu đơn mà. Chúng ta sẽ hoàn thành nó vào ngày mai. Hãy ở lại đi, hay là cô muốn bỏ học đi? Không, không có ai ở trong phòng. Nhưng khi nhân viên dọn phòng thì lại thấy có một số vết máu ở trong phòng vệ sinh. CD của tôi đâu? Thì ơi, CD của tôi đang ở đâu? Miệng của anh vẫn còn vị mặn đúng không? Tôi mang cho anh một ít đường, anh sẽ cảm thấy tốt hơn. Ta sẽ cầu nguyện với nữ thần để ngày giữ cho cuộc hôn nhân của hai người được tồn tại trong 7 kiếp, và giấc mơ của hai người sẽ trở thành sự thật. Hãy xem cho họ đi, linh mục. Những đường chỉ tay của họ nói lên điều gì? Có vẻ như trận đấu đã được hình thành ở vương quốc của các thần linh. Bàn tay của hai người rất giống như của thần Rama và mẹ Sita. Có vẻ như hai người không phải là một cơ thể, nhưng linh hồn của hai người đã qua làm một trong rất nhiều kiếp rồi. Shiva, 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 dậy đi, chuyện gì vậy cha? Con đã nói với ta rằng con đã bị nhốt cả đêm sao? Phải rồi, nói dối. Con không hề bị nhốt, chỉ một phút thôi. Điều gì đã xảy ra với Shidi? Con đã làm gì con bé rồi? Cha, con đã nói sự thật mà. Con đã bị nhốt ở đồn cảnh sát. Được rồi, con đã bị nhốt ở đồn cảnh sát nào chứ? Đồn cảnh sát Van Garden. Cấm miệng. Con nghĩ sao? Trần con đã tạo ra một câu chuyện về đồn cảnh sát này, và con đã bị mắc kẹt ở đó như một kẻ ngốc. Cha đã phục vụ ở trong chính phủ 32 năm. Cha có địa chỉ liên lạc của tất cả các đồn cảnh sát ở đó. Nhưng cha đã tìm hiểu rồi, và không có một đồn cảnh sát nào tên là Van Garden ở đó hết. Sao có thể như vậy chứ? Cha ơi, con đã thực sự ở đó. Đúng, cả thế giới này đang nói dối, và chỉ có một mình con nói sự thật. Như Satyavadi, rằng con đã bị nhốt ở đồn cảnh sát. Rốt cuộc thì con đã làm gì CD chứ? Con bé đã ở đâu? Trời ơi, tại sao cha lại không tin con? Tin con sao? Còn có gì để người khác có thể tin ngược con đi? CD đã tin tưởng con, và con đã đưa con bé đến Buni. Rồi chuyện gì xảy ra? CD đang ở đâu? Cần cha phải hỏi lại bao nhiêu lần nữa đi? Con bé đang ở đâu? Bình tĩnh.
cậu đã bắt cóc con gái của tôi không nói gì hết. Cậu đã hủy hoại cuộc sống của con bé, tôi cũng không nói gì hết. Trước mặt cả làng, cậu đã vô lễ với nó, và cậu đã ép nó phải cưới cậu. Tôi cũng đã im lặng và không nói một lời nào. Nhưng bây giờ, nếu như con bé bị tổn thương, cho dù chỉ một chút thôi, thì tôi sẽ quên rằng cậu là chồng của con bé. Malu, nếu như có bất kỳ chuyện gì xảy ra với con bé, thì cậu sẽ có một lời nguyền từ một người mẹ rằng cậu sẽ chết một cách không tử tế. Này, chị nghĩ mình là ai chứ? Chị dám nguyền rủa con trai của tôi sao? Chị đang đứng trước mặt của một người mẹ và nguyền rủa nó sao? Tôi cũng là một người mẹ. Đừng bắt tôi phải thể hiện khả năng của một người mẹ như thế nào. Ra khỏi đây ngay, đây là nhà của tôi, ra khỏi đây. Tại sao lại để người đàn bà điên này đến đây nguyền rủa con trai tôi chứ? Tôi không cầu xin cho cuộc sống của con gái tôi. Tôi đến đây để cảnh báo chị rằng nếu như có chuyện gì xảy ra với cuộc sống của con bé, thì ngay cả con bò cái cũng sẽ trở thành một con sư tử đó. Hãy nhớ lấy đời tôi, người sự vô nghĩa này lại đi, đừng chạm vào tôi. Con gái của chị chắc chắn đã bỏ trốn cùng một người đàn ông nào đó ở Buni rồi. Mạnh gan, chị cấm miệng lại đi, biến đi. Cô ấy đang nói gì vậy chứ? Bình tĩnh lại mẹ ơi, đủ rồi. Con thật sự không biết con gái của hai người đã ở đâu. Nhưng con thề với mẹ, trên mạng sống của mẹ con, dù con gái của hai người đã ở đâu, con cũng sẽ đưa cô ấy trở về đây. Đây là lời hứa của con. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Cô ta đến nhà của tôi và nguyền rủa con trai tôi trước mặt của tôi sao? Vợ chồng nhà giáo nghèo đáng chết đó có tư cách gì chứ? Vợ họ đang lớn tiếng với tôi ở trong nhà tôi sao? Chị dâu, bình tĩnh lại đi. Làm sao ta có thể bình tĩnh được đi? Em có bình tĩnh được không? Cũng chính vì điều đó mà chị đã không muốn cô gái đó làm dâu trong gia đình này rồi. Ngay từ đầu chị đã phản đối rồi. Bây giờ, dù cho cô gái xấu xa đó có quay về đi, chị cũng sẽ bẻ gãy hai chân của cô ta và sẽ trả cô ta về cho cha mẹ của cô ta. Tại sao cô ta có thể làm điều này với gia đình của chị chứ? Chị ơi, tại sao chị lại làm khó con dâu của chúng ta như vậy chứ? Gì chứ, từ bao giờ mà gia đình giáo viên nghèo đó lại trở thành thành viên của gia đình chúng ta? Chị sẽ không quên sỉ nhục ngày hôm nay đâu. Vì chị già, chị sẽ nhớ từng lời của mụ ta. Và nếu như chị không trả mối thù này, thì chị sẽ không được gọi là Mangan Latka nữa. Tại sao chị lại có suy nghĩ đó chứ? Con gái của họ đã mất tính. Cô ta không mất tính. Cô ta đã bỏ trốn cùng với trai. Không phải là do chị hay là con trai của chị. Con trai của chị đã không hề đuổi cô ta đi. Và bây giờ nó đang chịu sự xúc phạm chỉ vì cô ta. Vì chị gia, sau tất cả những chuyện này, nếu cô ta còn quay lại đi, chị nhất định sẽ đập gãy chân cô ta và đuổi cô ta đi. Chị dâu, em có thể hiểu được cơn giận dữ của chị. Nhưng xin hãy nghĩ một điều thôi. Nếu như đó là số nộ của chị, chị sẽ làm gì khi con bé mất tích đi? Anh đang nói gì vậy Shiva? Làm thế nào mà cô ấy có thể biến mất? Tôi không nhận được bất cứ điều gì cho qua. Tôi đã đến khách sạn để kiểm tra. Tôi đã xem được đoạn CCTV, nhưng lại không có manh mối nào. Có thể là Nabat đã làm việc này.
Đầu óc của tôi không hề hoạt động được nữa. Em sẽ làm mọi gì? Em sẽ liên lạc với người của chúng ta? Em sẽ bắt họ làm gì? Chắc chắn là họ có tin tức gì đó. Em có quen một số cảnh sát. Em sẽ hỏi họ. Chúng ta sẽ tìm thấy một số tin tức nào đó. Em nhất định sẽ tìm ra. Anh đừng lo lắng gì hết. Anh sẽ ngừng lo lắng khi cô ấy trở về. Anh khỏe không cha qua? Tôi ổn. Nhưng làm thế nào cô lại ở đây? Cô về đây khi nào? Tôi về hôm qua. Shiva đã đưa tôi về nhà. Được rồi cha qua, đi làm việc đi. Thỉnh thoảng chúng ta có thể gặp nhau không? Anh, tôi và cả Shiva. Cha qua đi làm việc đi. Có tin tức gì thì hãy gọi cho tôi. Đi đi. Cha qua vẫn vậy. Cậu ấy làm cho em nhớ đến ngày xưa. Shiva, anh có nhớ không? Anh, em và cha qua. Sao cô lại đến đây? Có chuyện gì sao? Đúng. Em phải đi mua vài thứ và ghé thăm anh thôi. Vì em rất nhớ anh cho nên. Tôi đang rất bận. Tôi có rất nhiều việc phải làm. Tôi đi đây. Em đã trở lại rồi Shiva. Hãy tha thứ cho em. Em biết rằng em đã phạm sai lầm. Nhưng xin hãy tha thứ cho em. Làm ơn, chỉ cần nói rằng anh tha thứ cho em đi. Em đã phải trả giá rất nhiều sau khi rời xa anh. Mỗi ngày mỗi khoảnh khắc. Cuộc sống của em đã trở nên tồi tệ, còn hơn cả địa ngục. Chỉ có em biết rằng em đã trải qua những ngày tháng tồi tệ như thế nào đó Shiva. Mọi thứ đã vượt qua sự chịu đựng của em rồi. Nhưng em đã từ bỏ tất cả để trở về với anh rồi Shiva. Em đã phá vỡ mọi ràng buộc của quá khứ. Và bây giờ em đã trở lại. Em trở lại đây là vì anh. Nếu không có những ký ức của anh, em đã không thể sống tiếp. Em dường như đã muốn chết đi vì thiếu anh. Shiva, em không thể sống thiếu anh. Em sẽ chết đó. Em yêu anh. Anh ơi, anh có tìm thấy chị dâu chưa? Không, không có tin tức nào của cô ấy. Nhưng anh đã liên hệ với cảnh sát ở Buni. Bọn anh đã nói với họ mọi thứ. Và cha qua đã liên lạc với những người có thể. Chúng ta sẽ sớm có được tin tức thôi. Chúng ta phải đến Buni. Chúng ta sẽ đến đó để tìm chị dâu. Và sẽ đưa chị ấy trở về đi. Đừng lo sốn đồ. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Anh sẽ đưa cô ấy trở về đây. Sớm thôi. Sono. Con đang bướng bỉnh quá rồi đó. Con không biết rằng anh trai của con đã rất lo lắng rồi sao? Nó đã quá mệt mỏi rồi con không thấy sao? Cậu bé tội nghiệp, hãy vào ăn một chút gì đi. Không đâu mẹ ơi, con không đói. Cái gì mà không đói chứ? Mọi thứ sẽ được giải quyết khi chúng ta đói sao?
Nếu đúng như vậy thì không ai sẽ mất đi và không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Hãy đến đây và ăn một chút gì đi. Được rồi, hãy ăn một chút gì đó rồi giải quyết các vấn đề của con. Đi đi. Ngồi xuống đi, ăn đi. Mẹ ơi, con nói rằng con không muốn ăn rồi. Hãy nhìn đi, mẹ đã nấu tất cả những thứ mà con thích ăn rồi đấy. Thôi mẹ ơi, im lặng. Mẹ sẽ không nghe bất cứ thứ gì. Con chỉ cần ăn thôi và mọi chuyện sẽ được giải quyết. Con đã không ăn gì từ sáng tới giờ rồi. Không ai có thể chịu đựng được đâu. Con đang đói đó và sẽ không làm được bất cứ điều gì đâu. Được rồi, ăn đi. Đây, há miệng ra. Mẹ sẽ đút cho con. Chuyện này đã không diễn ra từ rất lâu rồi. Nhưng nó đã xảy ra từ khi nào? Thôi nào, con đang xấu hổ sao? Được lời láng sẽ không ai thấy đâu. Bây giờ nói cho mẹ biết mọi thứ một cách cởi mở. Nào, nói cho mẹ nghe đi. Con đã lên kế hoạch cho chuyện này trước khi kết hôn với con gái của tên giáo viên nghèo đó rồi phải không? Câu chuyện cho cô ta mất tính. Con cũng nên nói cho ta biết trước chứ. Con đã lên kế hoạch này lâu rồi phải không? Đầu tiên là kết hôn với cô ta, sau đó cô ta bỏ chồng theo trai. Một kế hoạch tuyệt vời. Và sau đó con sẽ cưới một cô gái khác. Con sẽ có một cô gái tốt hơn so với cô ta. Mẹ sẽ kiếm cho con một hai mối gì đó. Con sẽ đi xem mắt. Và nếu như con thích, chúng ta sẽ tổ chức cho con một lễ cưới khác. Một kế hoạch rất tuyệt vời. Mẹ có tỉnh táo không? Mẹ đã nói linh tinh gì vậy chứ? Này, tại sao con lại tức giận như vậy chứ? Không ai ở đây có thể hiểu con hơn mẹ đâu. Mẹ biết chuyện của con và Harvey từ đâu. Đủ rồi đó mẹ. Mẹ đang nghĩ đi đâu vậy chứ? Harvey này đến từ đâu? Sao con phải quan tâm đến cô ta? Hoặc là chồng của cô ta chứ? Con đang lo lắng đủ mọi thứ. Vậy mẹ đang nói câu chuyện gì vậy? Tại thời điểm này, không có gì quan trọng với con hơn là việc tìm kiếm cô ấy. Không có gì khác hơn là tìm kiếm vợ của con. Mẹ có hiểu điều đó không? Alo, Agaba đang gọi. Đến đây nhanh lên. Được. Vậy bây giờ mẹ chỉ cần ghi nhớ một điều này thôi. Shidi là vợ của con. Nếu như ai đó khác nói những điều dớ dẫn như vậy thay vì mẹ, thì con đã xử hắn ngay rồi. Chị dâu, Shiva đang nói gì vậy? Nó đang phát điên đó. Em có nghe thấy không? Tràng nói sẽ mang cô ta lại đi. Sẽ mang Shidi trở lại đi. Tràng đó là vợ của nó. Chị dâu, tại sao chị lại nhắc đến tên Shidi đó? Vấn đề có nghiêm trọng vậy không? Hôm nay là đám cưới của tôi. Không, đã từng. Nó đã từng là đám cưới của cô tôi. Shidi và Shiva là hai người yêu nhau. Là ai? Là ai? Tôi đây. Tôi là ai? Ai đã tắt đèn? Là tôi, Shidi. Tôi không thể ngủ khi bật đèn được. Bật đèn lên.